Hello, xin chào cả nhà. Em mới gửi lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em giới thiệu một con DVD màn hình, con này bị lỗi màn hình ha. CD thì hát ok bình thường ha. Và con này theo anh kênh chỉ là có pin á, có pin. Mình chưa test thử ha, mới em thử rồi. CD, DVD. Lớn nhỏ đây ha. Ok ha, đang thử coi biết pin còn không. À vậy là con này nó không có pin nào quý khách á. Hút gắn tuột pin luôn rồi. Mặt còn rất tốt ha. Rồi ok, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với Zalo, Facebook, YouTube, Chatbot, Messenger giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Mấy con lỗi này thường thường em không có kèm nguồn nha quý khách, 150k. Còn quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua giùm em ha. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt.